Những năm qua, các điển hình là gương công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh được tuyên dương đã thực sự tạo ra những giá trị đáng tự hào của thanh niên thành phố. Mỗi điển hình được vinh danh luôn tự ý thức rèn luyện để không chỉ xứng đáng với danh hiệu vào thời điểm được tuyên dương, mà các bạn còn nỗ lực phấn đấu một cách bền bỉ để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng mà xã hội dành cho. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn bởi tình hình dịch bệnh, họ sẵn sàng cống hiến, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Những ngày này, khi mà thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, nhiều người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là lúc mà những cây ATM gạo do Hoàng Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần Vũ trụ Xanh, công dân trẻ tiêu biểu xuất hiện ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Từ những cây ATM gạo cố định hàng ngày với hàng tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn, rồi đến xe ATM gạo lưu động, rồi ATM gạo tham gia chương trình San sẻ yêu thương do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân tổ chức, đã mang tình yêu thương, sự sẻ chia đến với hàng ngàn người dân, thanh niên khó khăn trên địa bàn thành phố. Hàng chục tấn gạo được chia sẻ mỗi ngày qua các cây ATM gạo. Mong muốn là cái chương trình đợt này sẽ hỗ trợ cho những người đang trong vùng cách ly. Họ luôn luôn hiểu được là họ không bị bỏ lại phía sau. Họ luôn luôn có những hạt gạo để no bụng trong cái khoảng thời gian này và họ yên tâm cách ly và đồng lòng cùng người dân thành phố chống dịch. Những chuyến xe ATM gạo miễn phí không chỉ chở gạo đến với người dân mà còn mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, nước suối, nước rửa tay, khẩu trang để trao tặng cho người dân. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại mỗi điểm phát gạo luôn có các bạn đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân xếp hàng, giữ trật tự, giữ khoảng cách và rửa tay sát khuẩn khi nhận gạo và nhu yếu phẩm theo hướng dẫn của lực lượng đoàn viên thanh niên. Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, chuyên viên nghiên cứu y sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, công dân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tham gia các hoạt động chống dịch COVID-19 tại trường như lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng vaccine, đã cùng gia đình mình làm hàng ngàn tấm chắn giọt bắn để gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và người dân thành phố. Từ ông bà đến con cháu, gia đình ba thế hệ này hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm cùng thực hiện tấm chắn giọt bắn. Chỉ trong vòng một tuần, hơn 25.000 tấm chắn giọt bắn hoàn thiện đã được gửi đến các bệnh viện, cơ sở y tế, các điểm nóng dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 12. Hay tin bệnh viện nhiệt đới thành phố phong tỏa do xuất hiện các ca bệnh, Thanh lại cùng gia đình mỗi ngày chuẩn bị hơn 300 phần cơm tươm tất để gửi đến các y bác sĩ tại bệnh viện. Không đơn giản là bữa ăn đơn thuần, gia đình Thanh đã đặc biệt lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất, lên thực đơn phù hợp với chế độ ăn của các bác sĩ. Bởi các bác sĩ trong bệnh viện làm việc rất mệt, nên cơm phải thật ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì tính chất công việc nên đa phần các bác sĩ không ăn hay. Việc đóng gói cẩn thận sẽ giúp cơm và thức ăn bảo quản được lâu hơn. Cả gia đình chị Thanh mong muốn những phần cơm này sẽ góp sức giúp các bác sĩ vững tin chống dịch. Thật ra thì trong cái quá trình giãn cách xã hội của thành phố thì cả nhà cũng chỉ ở trong nhà thôi và cũng mong muốn là có thể góp cái phần nhỏ nào đó sức khỏe của mình hoặc là công sức của mình để có thể hỗ trợ thêm ngành y tế. Tại vì thật ra nhìn thì có vẻ vất vả nhưng mà những gì mà mình hy sinh nó chỉ là nhỏ bé so với những lực lượng chiến tuyến đầu đang công tác ngoài kia, nên gia đình cũng an ủi nhau và cố gắng thực hiện trong khả năng của mình. Tại vì nếu mà ở nhà 15 ngày không thì cũng rất là buồn. Thì có một công việc gì đó làm mà làm để giúp ích được cho cộng đồng nữa thì mọi người đã thấy rất là vui và rất là tình nguyện làm khi mà Thanh kêu gọi mọi người. Thanh mong muốn gửi đến bác sĩ tuyến đầu đây là những phần cơm yêu thương và các bác sĩ đừng có buồn vì không phải có một mình bác sĩ chiến đấu mà mọi người đang kề vai sát cánh đồng hành cùng các bác sĩ khi mọi người đang rất là cần. Dù công ty của mình gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh, vừa phải giảm đơn hàng, vừa phải đảm bảo nhân công. Thế nhưng khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, Nguyễn Ngọc Hương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt, cùng nhân viên của mình vẫn ủng hộ hơn 400 phần quà đến các đơn vị tuyến đầu, các y bác sĩ, nhân viên truy vết ca bệnh để kịp thời tiếp sức, chung tay chống dịch. Và còn nhiều lắm những nghĩa cử cao đẹp của các bạn đoàn viên thanh niên và gương công dân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, luôn sẵn sàng chọn chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Như bác sĩ Ngô Việt Anh, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, không chỉ tiên phong tình nguyện tăng cường đến các khu cách ly,
các điểm kiểm dịch để góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, cùng đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng tình nguyện tham gia đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy, tham gia hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch và chỉ đạo chuyên môn tại các tỉnh lân cận. Sau những ca trực tại đơn vị, Việt Anh lại đến những điểm tiêm chủng vaccine, tình nguyện tham gia công tác hỗ trợ tiêm chủng cho hàng ngàn người dân thành phố. Ai cũng mong muốn góp sức mình để cùng thành phố vượt qua đại dịch. Công dân trẻ tiêu biểu, những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, với tinh thần sống có ích, lan tỏa các giá trị chân thiện mỹ và kết nối những con người sống đẹp trên địa bàn thành phố để góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, tạo nên những dấu ấn quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Các bạn đã lan tỏa tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.